mình thấy chỉ có cái phần mà ở trên lầu Hủ tiếu Thanh Xuân là không có đông thôi, chứ còn những người mà đứng đầy hai bên đường cũng đông lắm, rất là đông. Thành ra cái số người đi coi không phải là ít, mà mình làm diễn hành Tết là không có đúng ngay Ngày cái đông. ngày Tết, thành thử ra cái weekend Tết thành thử ra nó ảnh hưởng một phần, mình một tuần sau đó mình mới thực hiện. Nó cái tâm lý người ta, nhiều người gọi điện thoại cho tôi nói rằng là cho anh phát, tôi gọi cho anh hồi tháng 4, tháng 5 anh nói với tôi là cái weekend Tết anh làm tụi tôi mua vé mấy chục người trong gia đình tôi về đây mà bây giờ anh chơi vậy là chơi tôi quá. Thì mình nói là tại mấy anh thông cảm, là bởi vì khi mà nói xong đó thì coi lại đó thì nhiều cơ sở thương mại không muốn chúng tôi đóng đường vào ngày mùng 1 Tết. Họ nói là cái ngày kiêng cữ của họ mà đi đóng đường đầu năm nó không có được hành thông này nữa, chúng tôi không dám. Chứ nếu mà nó là ngày mùng 2 Tết thì chúng tôi đã làm rồi. Mà cái nhà thờ trò nó lại không cho chúng tôi làm chủ nhật, thành ra tôi bắt buộc phải đợi sau đó một tuần. Tuy nhiên cũng có hội chợ Tết sinh viên, thành ra cũng không đến nỗi nào. Thì họ cũng thông cảm. Nhưng mà những người đó họ không có về, họ phải đi về, họ không có ở lại để đi diễn Đúng. hành Tết với chúng ta. Nhiều người như vậy lắm, Đúng đúng. họ chỉ đi nghỉ được có chừng 5-10 ngày thôi, 5-7 ngày thôi, và họ xuống đây là đến khoảng thứ ba thứ tư là họ phải đi về rồi. Vì vậy mà cũng bị mất đi một ít. Thì có lẽ sang năm chúng ta sẽ làm đúng cái weekend Tết. Rất là may sang năm đó cái ngày thứ bảy là ngày mùng 2 Tết. Thì nó dễ Tốt hơn, rồi đấy, mình không có tốt. bị kẹt cái mùng 1 Tết. Thì mình sẽ làm ngay thứ bỏ cái tuần này, tuần tới đó khi mà tôi đến thành phố họp đó là tôi nộp đơn xin tiến hành Tết ngay từ bây giờ luôn, À, đúng rồi. không có đợi đến tháng 5, tháng 6 nữa, làm ngay từ bây giờ. Và mình đã chọn ngày luôn thì mình bắt đầu mình gây quỹ. Năm năm sau là tháng mấy anh? Năm năm sau là tháng 2, Tháng 2 ngày mấy? Hình như là ngày 17 hay 18, một trong hai ngày đó. Ok. Ngày 17 đó, 17 là thứ bảy đó ha. À 17 Là đó. diễn hành Tết đó phải không? À. Ok, để em để cho em luôn để. Không được đi chơi đâu nha. Đó là ngày mùng 2 đó. À, năm nay là ông làm ơn nhớ ở đây nha, ông không có đi đưa nữa, Không có đi ông đâu năm nay nếu mà mình làm sớm á, mình gửi ra mấy cái sponsor sớm thì em nghĩ là mình có time để Rồi, collect ok. nhiều hơn nữa nha. Poly. Thì Poly sẽ phụ trách xin Wells Fargo. Rồi bây giờ cái việc mà mọi người chờ đợi báo cáo tài chính cho đến ngày hôm nay. À, trước tiên là anh muốn nói cái từng cột một hay là anh muốn là nói cái nói chung hả? Nói chung thôi. Nhưng mà cũng chia ra, chia ra cho dạ. mọi người mình nắm vững sơ sơ. Dạ không, đúng rồi. Thì mình về mà sponsorship, về sổ application, về lốn á, là 153.722 đồng. Mà mình nhận Không, vào. bây giờ để qua nói như vậy cho nó nè, là cái số tiền mình nhận vô là qua có chia từng khoản cái số tiền mình nhận vô, thì ở trong đó đó mình có cái tiền sponsor, cái tiền Về sổ. Cái tiền sponsor là cái tiền mà kiểu như nhiều người họ ở ngoài nhà hàng á, thật sự nó ủng hộ cho nhà hàng mà họ ép vô là cái sponsor đó luôn, cho nên qua cũng nhập hai cái lại thành một, không mình không có làm chia làm đôi, nó để nó double cái sponsor của người ta. Thì cái số tiền sponsor đó với lại một không chị một cái tiền nữa em coi, cái tiền sponsor với lại tiền bán vé bàn với lại cái tiền donation, ba cái phần đó là 69.162 đồng. Cái tiền vé số thì mình bán được là 11.411 đồng. Chưa kể ngày hôm nay ngày hôm nay thêm có thêm được khoảng 300 gì nữa. Rồi cái tiền application á là mình được là 25.150 đồng. Và cái tiền loan mình được là 48.000. Thì tổng cộng số tiền mà qua thâu vô được là 153.722 đồng. Trong khi đó mình có cái số tiền mình chi ra. Trước hết mình cần phải chi ra đó là tiền nhà hàng là 18.230 đồng. Tiền city cho Westminster á là 65.000. Và cái tiền diễn hành cho ngày Tết á là những cái chi phí là 14.342 đồng. Thì cái này là sofa cho đến ngày hôm nay, có thể có một số bill nó sẽ về cho mình và có thể là có thêm một ít donation nó về, thì nó cũng around even là cái phần đó.
và cái số tiền 48.000 là cái tiền đó mình bắt buộc mình phải trả lại cho những người mà mạnh thường quân, những người họ cho mình mượn. Thì qua tính ra cái số tiền mình chi ra đó sẽ là 145.572 đồng. Mà trừ cho cái số tiền bên đây mình nhận vô là 153.000, bây giờ mình trừ cho 145.000 thì mình được cái lời đó là 8.150 đồng. Nên là còn lại 8.150 đồng. Cái profit mình là 8.150 đồng. Là chưa biết câu chính xác hay không, bởi vì còn cái chi mà gì còn những cái tiền chi phí ra và những cái tiền mà ví dụ như có một số còn đôi ba người không có nhiều nhưng mà họ nói là expense mà hồi nãy expense linh tinh đó của ban diễn hành đó là bao nhiêu? Có cái ngày diễn hành ngày diễn hành nha là 14.342 đồng. 14.342. Nhưng mà nhớ qua nói là cái này là những cái mà qua đã nhận được và đã trả ra, còn một số bill của mấy anh chị em nào còn đôi ba cái. Ví dụ như lên thì thử nó cũng như anh có cái trả ngày anh mà đưa 1.700 bill thì chưa đưa, như là cái tiền pháo như là em ngạc nhiên là cái tiền pháo ai là người trả, em chưa nhận được cái bill của tiền pháo. Tiền pháo mình ban tổ chức sẽ phải trả. I know, nhưng mà phải cái người nào specific, người nào đưa bill cho em thì em mới trả, mà em chưa nhận được thì em okay. Em cũng anh sẽ estimate mà của tụi nó nhưng mà khoảng 3.000 sao cái pháo mình đoán 3.000 mấy bằng thì cũng có một số donation đó on the way cho mình. Em nghĩ là nếu năm nay đó mình tính hết, em tính hết rồi cộng trừ lại chắc mình dư cũng khoảng chừng 10.000. Dư ra khoảng 10.000. Hay vậy. Vậy dư là được rồi. Dạ, đó thì đó. That's why em mới nói là mình cái số tiền mượn của quý Mạnh Thường Quân, Đồng Hương thì mình nên trả lại cho họ. Trả hết đi. Tại vì mình đã có 48.000 rồi. Làm gì mà 48.000. Anh Đẹp còn 1.000 mấy tiền kéo cờ mà họ không kéo đâu. Họ không kéo được. Họ sẽ refund lại cho mình. Nếu mà reimburse mình. Hình như là bác sĩ đi lên cho mình tiền 2.500. Đó là những cái đó. Đừng có bao giờ cross những cái đó. Không bao giờ cross mình nhận được. Cái đó là cái mà em nói như thế này là sofa ngày hôm nay là như thế này. Còn ví dụ như từ đây tới đó em có nhận được thêm của những người nào hoặc là em có chia thêm cái gì thì mình update thêm cho đến cái ngày mà mình có họp báo thì lúc đó là mình mới nói. Bây giờ để mình nói cho Alan biết, tại Alan á, mọi năm Alan chỉ info trong vấn đề mà fundraising thôi, thành nhà mấy cái này Alan không có những chi tiết Alan có nắm vững. Thành phố Westminster đó họ biểu mình nộp 65.000, đến sau khi diễn hành Tết xong họ có thể họ trả thêm tiền mình hoặc họ credit mình. Năm ngoái họ trả lại cho mình 1.000 chip tại vì xài không hết. Năm nay đó họ hen cái số tiền 65.000 là cái số tiền estimate, nhưng mà năm nay họ làm nhiều hơn nhiều hơn là năm ngoái họ không có làm vấn đề mà hốc rác cho mình. Năm nay họ phải đảm đương cái vấn đề hốc rác, mà Westminster đó là nó tính mình từng giờ một, thế mà nó làm nửa tiếng là nó tính mình một tiếng, và cái ngày diễn hành đó là phải trả overtime. Ngày hôm đó tụi nó cho nguyên một cái đội của nó ra clean rác cho mình, nó sẽ bill mình không biết là 4 người hay 6 người hay là 10 người, thành ra cái tiền nó sẽ gửi cho mình, nó sẽ ngồi đó trong vòng 3-4 tuần nữa sau khi mà nó ngồi nó tính lại, lúc đó nó mới gửi cho mình cái bill. Thành phố Westminster đó họ tính từng ly từng tí một, họ so đo với mình từng ly từng tí, họ ngồi họp với mình, ví dụ như là mỗi thứ năm mình phải đến đó mình họp với họ, họ họp với mình một tiếng là họ tính tiền mình một tiếng, trong đó có 5-6 người department này mà anh kêu họ là họ mỗi người họ tính tiền mình hết đó, 50 đồng một giờ một người. Mà ngồi họ họp 1.5 tiếng đó, vì vấn đề nó kéo dài, họ họp 1.5 tiếng họ tính tiền mình 2 tiếng. Thành ra đó là lý do mình nói đó, thành phố Washington không có tử tế gì với mình hết á. Nhưng mà thôi mình họ cho mình diễn hành là vui rồi. Rồi sang năm đó mình khi nào ấy mình đặt vấn đề lại với họ sau. Đó, chứ nói mà nói là mình cảm kích thành phố Westminster đó, không có, họ làm cái nhiệm vụ của họ thôi, mình trả tiền cho họ mà. Mà trả tiền. Alan hiểu ý mình nói. Hiểu, thành ra nói là mình phải quý họ, cảm ơn họ, nó chuyện không có. Họ trả tiền mình từng họ. Mình nói là nè, mình đã giúp cho họ để mà họ có nhân viên, họ có việc làm.
họ chạc mình nhiều tiền lắm. Nhất là mấy ông cảnh sát, mấy ông chạc mình thay. Tất cả những người đúng cảnh rồi. Sát có mặt đó đều là overtime hết. Overtime hết. Dã man lắm. Dã man lắm, nhưng dã man. Họ cao lắm. Cái nặng nhất tôi nghĩ là cảnh sát. Đúng rồi, đúng. 165.000 tiền nặng nhất là cảnh sát. Cảnh sát á. Mình nói Alan, nếu mà mình mang những hành tết về Garden Grove á, cái tiền của Garden Grove nhiều lắm là 30.000 chứ không phải là 65.000. Alan biết thành phố Garden Grove chạc cho những hành cho hội chợ tết bao nhiêu tiền không? Thứ sáu nè là nhân viên phải ra làm việc nè, thứ sáu buổi chiều họ ra làm việc khoảng 3-4 tiếng, thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm họ trả có 40.000 hai ngày trời. Không, anh cũng mình nói gì thôi, bây giờ cái câu chuyện nào vừa lâu cái nào thuộc gì đó. Tại hồi xưa nó cũng chạc mấy em tổng hội đó cũng chấp mấy ngàn đó. Trăm rưỡi là không phải. Phát rồi mà cảm ơn chương trình đó. Mà nói như vậy, không mà nói như vậy không có nói như vậy không có đúng. Garden Grove đó trong 35 năm tổng hội sinh viên làm ở Garden Grove mỗi năm chỉ chạc có mười mấy 20.000 thôi. Chỉ có hai cái năm cuối cùng là ông Bruce Prager và Dina Nguyễn họ muốn lấy họ thấy sinh viên lời nhiều tiền quá, họ mới muốn lấy cái tiền đó để mà họ làm cái chuyện riêng của họ, thành ra họ mới chạc nâng lên gấp 3, gấp 4 lần. Không không, từ khoảng 20.000, 25.000 lên đến 100, không đâu họ tính đoàn 145.000 mà sau đó, họ giảm xuống là khoảng 75.000. Rồi cuối cùng là finally là 75.000. Đó, nhưng mà lúc đó là nó là còn đòi thêm này đòi những điều kiện kia, tụi sinh viên nó mới bực mình quá nó mới bỏ. Đó chứ còn lúc đầu là đã điêu từ 145.000 điêu xuống 100, 101 rồi cuối cùng finally là điêu xuống 75.000. Lúc đó có anh Phát chưa ha? Chưa. Nếu có anh Phát là được. Lúc đó có đi nè. Bây giờ mình trả lại con 6 đi. Nhưng mà anyway, nhiều người muốn mang những hành tết về thành phố Garden Grove nhưng mà mình không có muốn, là bởi vì đã quen làm ở Westminster rồi thôi. Mình làm như vậy rồi lại đâm ra có cái sự mà tị nạnh giữa Westminster và Garden Grove nữa. Cũng không phải vậy đâu, nhưng mà tôi thấy nếu mình bỏ ở đây á thì có người làm ở đây rồi trên kia làm nữa, em để anh coi cho qua. Thế nào cũng bị vậy. Thôi mình cứ giữ đi. Rồi. Cách đây khoảng chừng 10 năm về trước, ok, là từ City Westminster tính coi như là xóa sổ rồi đi chứ về Garden Grove rồi đấy. Đúng á. Hôm nay thiếu tiền. Đốt pháo đó là $2,000 tiền pháo cộng thêm cái tiền application fee của bên county Cú Hòa. Fine, mình trả mà. Mình phải trả luôn khoảng $800 á. Ủa mình tính riêng ha, tại vì mình có đây riêng rồi, mình có cái file department và permit của mình mà. Mình có permit thôi nhưng mình đâu đã trả tiền đâu. Trả rồi luôn. Trả bao nhiêu? Em coi là cái... 4,7, 4,8. Mình trả đây mà. Chị nào? Tụi em bỏ cái mắc kịch đó theo mà để ngày nó có chịu là được. Thường cái đó mình xin diễn hành, còn mấy người mà đốt máu vẫn mua chứ. Đường nào? Năm nào cũng mua chứ. Đốt máu vẫn xuống dưới mua riêng. Họ mua, họ hình như họ mua ở VCD Webmaster. Không biết đi hay không, đây. Đây nè, nó để đây là tiền fee cho cái application đó là $543 cộng với lại 2.000 là $2,543. Thì bây giờ nếu mà mình trả rồi cái tiền đó nó có giống cái tiền kia không, mình hỏi nó lại. Còn nếu mà mình đã trả rồi mà nó giống đó thì mình chỉ trả nó 2.000 thôi, còn không thì mình phải trả nó $2,543. Đức nghĩ hai cái đó nó separate nhau. Mình chỉ trả tiền cái tiền mình đóng đường để mình đi diễn hành thôi. Còn cái tiền mà nó trả đó là trả tiền cho cái đốt pháo, cái permit cho đốt pháo. Mình đâu có xin đốt pháo đâu, permit mình đâu có trả đốt pháo đâu. Mình chỉ trả permit cho mình đóng đường để đi diễn hành thôi. Như vậy là mình còn thiếu, mình phải chi thêm $2,543 nữa. Thì anh cứ hỏi lại bên mà anh hỏi lại Orange County á. Nếu mà nó chặt mình, Đức nghĩ nếu mà nó chặt rồi nó không có chặt lại nữa đâu. Mà hai cái đó là separate nhau, tại vì cái thằng kia là business mà. Thì mỗi khi nó đốt thì nó phải mua cái permit. Nó đốt nó phải xin permit. Dạ, thì lần nào mình đốt mình cũng phải làm vậy. Hai cái này nhầm có 3 đồng. Dạ. Thì nếu mà như vậy thì coi như là mình dư được có vài ngàn quá. chưa chắc mắc xuống nhưng mà cái này thì nghe nó mới sên hơn cái kỳ trước. Kỳ trước có thể là
tính toán nó chưa. Nếu mà mình đưa vài ngàn như vậy thì mình còn đủ tiền để mà mình làm cái plaque cảm ơn. Con tiệc nữa. Con tiệc nữa. Lấy ra hai cái chất 2.500 kia đó, lấy 2.500 đây là đủ rồi. Ok, thì coi như là có thể như là suýt soát về vốn đúng không? Thì sau khi mà trả mấy làm thêm mấy cái chi phí này nữa thì coi như hoài vốn. Có thể dư chút đỉnh nếu mà mình collect được hết những cái người mà họ hứa cho mình. Ok. Rồi. Mà sao nói đâu còn bao nhiêu người đâu. Chỉ còn có Lee Sandwich là mình cần xin cái replacement check là 2.500. Available 2.500. Và 5.000. 5.000. Cái 2.500 của anh Lập chưa đổi được cái anh... Ok, great. Right. 7.500 là đủ có tiền đó. Phải 4 là được rồi. Không mà tốn công. Mình nếu mà giữ được hàng một vài ngàn để mà mình trả những cái chi phí như là website cho sang năm thì ok. Mình còn thết nữa nghe. Thết làm PR đó. Hả? Thết làm PR cho mình đó. Trả rồi. À, trả rồi. Mới trả nè. Vậy là đắt quay. Các hồi bữa trước mình nói là có một số qua chưa trả mà qua tính ra qua trả còn 10.000 đó. Sau cái đó là tính trả còn 10.000 đó. Thế năm con trượt định bây giờ là có nghĩa là chưa không thiếu ai thì mình mừng được cái này. Dạ, đó thì đó sẵn. Đó. Ừ. Tại vì thật sự là rồi á, rồi tụi em mừng lắm tại mình thấy sao tiền dư hơi nhiều mà cuối cùng á khi mà tụi em nói tiền dư hơi nhiều cái bắt đầu cái mọi người đưa bill vô cái làm em chóng mặt em muốn xỉu luôn. Sao mà tự nhiên giờ mình bill lúc đầu xong mai nói không ai đưa tự nhiên sao bữa đó là em sofa tới ngày đó phải không? Nhưng mà rồi. Sau ngày đó sao bill về nhiều quá là bây giờ đó cái phần mà anh Đức cho mọi người biết về cái mấy cái đại vé số với lại mấy cái đại xe hoa tại có thể có người biết có người chưa biết còn tiền cho mấy cái xe hoa chưa có giải nữa. Giải vé số thì coi như là mình có giải nhất, giải nhì, giải ba, mà giải nhất với giải ba thì có một hai người trúng ở tại sân khấu rồi. Còn giải nhì thì chưa biết. Cháu biết thì làm cái số này. Không, nó bên hai bên. Cháu biết thì làm cái số này. Nói mà họ lãnh nhưng còn số này chưa biết. Cái số đại, cái số mà trúng đại thứ nhì sổ số đó là 1320. Giải nhì thì 1320 nhưng mà còn hai cái giải kia nữa. Giải kia là 2683. 2683 là giải nhất đó. 2683 là giải nhất. 2683 giải nhất đây em có. Mình có thì giải nhất đây là 1329. Với là giải nào nữa? Giải nhì là 13. Có cái giải 3000 đó là chưa có thôi. Không. Có một cái số nữa là 007. Địa chỉ 007 là chúng đại bác ngà voi. Anh được chưa? Tôi có gì đâu, bác là môi đâu, bác nghe tre tôi đúng rồi. 2684 có trúng ai ngủi không? 2684 hai sợ lắm mỗi đẹp à. Không nó dở vậy. Cái số nào mà chưa lãnh nên số 1320. 1320 vậy gì á? Tại vì chưa có người lãnh. 3000 đô đây. Còn ở bên về xe hoa thì mình có giải nhất, giải nhì, giải ba. Nhưng mà năm nay hai cái giải nhất thì là của Blackshaw. Còn giải nhì thì mình có hai cái giải đồng hạng là của bên Đại Đạo Tâm Kỳ Phổ Độ của Cao Đài và ở bên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công cũng hai tôn giáo hết. Và hai giải nhì đồng hạng, thành ra mọi người quyết định là chọn hai cái giải nhì, không có chọn giải ba. Tại vì cái tiền của giải nhì với giải ba cộng lại chia hai ra cho rồi giải, mà giải nhất là 1000 hả? 1000 là... rồi giải sao có 500 hả? Giải thứ nhì với giải thứ ba, giải thứ nhì là 500, giải thứ ba là 250 hả? Nhưng mà hai giải đồng đều thì cho mình phải là chia được đôi là 400. 750 kia là 355 đồng. Thôi mình để 400 đi, 800 đi, để mỗi cái 400 đi cho tiền. Chứ đúng ra nếu em mà tiền dư là em cho mỗi giải gì 500 luôn á. Đúng đó. Thật sự đúng không? Tại vì bây giờ nó không có nhiều cái 100, 200 mà mình cầm. Thôi tôi đề nghị là tôi cứ cho 500 đi, mình giải gì 500, mỗi 500 đi mình thiếu có bao nhiêu. Rồi anh em bỏ ra người và có chục thơ ba tư không có thiếu. Giá 500 thì anh Đức có sẵn anh sẽ donation lại liền bây giờ. Công nhận ông già ở đây có mình ông già dễ thương nhất. Rộng rãi hơn rồi. Không, không phải rộng rãi mà đây mình làm cho nó có mình giải lấy giải gì 500. Thì phải đúng 500. Thì hai giải rồi, ok rồi, quyết định vậy đi. Rồi. Mình giữ cho mình. Coi như là mình phải chi thêm 2000 nữa đó nha. Rồi chị nhỏ không sao. Em không bóc cổ ai là bóc anh phải.
Tại vì có gì là ông trưởng bán phải chịu trách nhiệm. Không thì chị Hồng Sâm donation 1000, anh Đức donation cái vậy nha, vậy nhì lại rồi là dưới đó. Tôi đưa cái sẵn dành 2000 luôn. Xin lỗi anh Lan, thằng Lê Đình Hữu la tôi năm ngó nha. Nó được ngàn giả thưởng quảng ngãi đó, tôi nói tôi ra đây xin lỗi nó xin lỗi. Thành ra ở bên họ chửi không chửi là chưa rồi phải. Tại trước suối không nghe phải. Thôi được rồi, tôi còn thiếu ông Đức 200 tiền sửa điện. 200 tiền lấy rồi, 500 tiền, 50 tiền phạt nữa. Đồ nét vào trong đây, sạch. Rồi nếu mà nó đã bỏ công rồi, nó đi làm công rồi. Anh ảnh là một vợ hai con rồi đó, thương ừ. Bà già đó. Không, 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 một vợ hai con, tôi một vợ mà mấy trăm con lận. Nghĩ riêng. Dạ từng nghĩ riêng mà là nhìn cái nghĩ riêng nuôi được mấy trăm con. Rồi có còn đời để nghiên cứu. Rồi. Là coi như nếu vậy là cái gì cái hành tết thì sofa là báo cáo tài chính là như vậy. Rồi mình có nên bàn sâu vô cái vấn đề bữa tiệc hay không? Không, bây giờ bắt đầu vô bữa tiệc. Vô bữa tiệc mình bàn luôn để mà cho mình không có thời giờ nhiều á. Để hết là báo cáo rồi bữa tiệc thì tôi rất biết là. Ừ. Trước khi tôi đi thì tôi không ở trong ban tổ chức. Yeah. Mà tôi lấy tư cách của người tham dự khi tiến hành thôi. Tôi xin hoan hô ban tổ chức. Mỗi năm tôi có thể là một tỷ. Cái sự thành công của ban tổ chức là cũng hạnh diện của chúng tôi. Thì bây giờ tôi cho tí. Hy vọng là quý vị cứ tiếp tục làm vậy. Chúng tôi cũng sẽ bảo mọi người ủng hộ cộng đồng có tiếng nói đối với người quốc. Một cái danh dự của đối với ngoại quốc thành là cứ làm tiếp tục làm. Ừ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ha. Dạ, cảm ơn. Cái lời nói đó là khuyến khích đấy. Dạ. Để có tinh thần để mình làm cho cộng đồng. Dạ, 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 cái mình chưa cái bàn ấy thì đấy. Còn cái đó chung rồi. Không đây là bữa tiệc này cái chuyện đó